Đạt phủ nhận chuyện tố cả showbiz, khẳng định bị thế lực tố tráo khái niệm, chỉ bức xúc vì vài cá nhân không tốt. Các bài đăng cụ thể của anh trên mạng xã hội gần đây thì anh chỉ nghĩ nó là những cái kỷ niệm buồn bực. Nhưng mà nếu mà để đó mà cái ý kiến quy chụp anh đang nói về cả một tập thể liên quan đến showbiz hay là thì nó không đúng như cái mục đích ban đầu của anh. Anh chỉ kể những cái kỷ niệm nó không được vui vẻ của anh với vài người bạn trong nghề. Có thể là mình không loại bỏ được nhưng mà mình có thể làm một điều gì đó để nó sẽ bớt đi. Không nêu đích danh ai giữ lùm xùm, xem như tạo kỷ niệm trước khi khép lại sự nghiệp showbiz. Anh cũng không nêu đích danh bất cứ tên của một ai đó, nên là mọi người cứ coi như đấy là một cái kỷ niệm khi anh nghỉ, trước khi anh nghỉ công việc của anh. Về góc độ cá nhân của em thì em sẽ có bày tỏ nó là cái cảm xúc cá nhân của em. Nó là cảm xúc cá nhân của em, nên là em không kiểm soát được cái điều đó. Không ồn ào không ảnh hưởng đến bà xã Phương Lan, phủ nhận chuyện tạo drama để được chú ý. Lan và Đạt chưa từng có bao giờ muốn đi lên nhờ drama hay bằng những cái năng lượng và để mà thu một ai đó thì chắc chắn là Lan Đạt không hướng tới con đường đó. Và em rất là vui khi mà Lan vẫn đang hoạt động ở sân khấu một cách rất là tốt, lịch trình vẫn đầy đủ, mong là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến bạn. Chờ cho nhau về đúng vị trí của số phận đã không thể bước chung hạnh phúc ở cuối đường. Chúng ta hai đứa trẻ dài phải lòng nhau. Sáng ngày 14 tháng 10, khi có mặt tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh làm việc về lùm xùm đấu tố đồng nghiệp gây xôn xao mạng xã hội, ông xã của nữ diễn viên Phương Lan đã có một số chia sẻ thu hút nhiều sự chú ý. Theo đó, Phan Đạt phủ nhận chuyện tố cả showbiz, anh khẳng định không vơ đũa cả tập thể mà chỉ bức xúc trước một vài cá nhân không tốt. Tiếp lời, ông xã Phương Lan cũng gửi lời xin lỗi đến những anh chị em trong nghề không may bị hiểu lầm và ảnh hưởng vì sự việc lần này. Cụ thể, Phan Đạt nói: cái bài đăng cụ thể của anh trên mạng xã hội gần đây, anh chỉ nghĩ nó là những cái kỷ niệm buồn bực. Nó hoạt động giống như một cái nhật ký của tụi anh khi mà anh nằm trong quá trình làm việc, có gì đó không vui vẻ. Anh chỉ nghĩ đơn thuần là anh đăng. Còn nếu mà có gây ảnh hưởng hiểu lầm cho các cá nhân tập thể thì đương nhiên là anh sẽ phải có biện pháp khắc phục, là anh cứ khi anh nhận thấy cái điều đấy anh cứ. Nhưng mà nếu mà để đó mà cái ý kiến quy chụp anh đang nói về cả một tập thể liên quan đến showbiz hay là thì nó không đúng như cái mục đích ban đầu của anh. Phan Đạt cũng cho biết những bài đăng của anh đều không nêu đích danh bất kỳ một ai, nên hy vọng khán giả hãy xem những lùm xùm vừa qua như một kỷ niệm trước khi anh khép lại sự nghiệp hoạt động showbiz. Bộc bạch thêm về lùm xùm, Phan Đạt nói thêm: mọi người không có nên quy chụp là cá nhân anh đang nói về một tập thể, mà anh chỉ kể những cái kỷ niệm nó không được vui vẻ của anh với vài người bạn trong nghề, nên là nó không có gì. Anh không nêu đích danh bất cứ tên của một ai đó, nên là mọi người cứ coi như đấy là một cái kỷ niệm khi anh nghỉ, trước khi anh nghỉ công việc của anh. Phan Đạt cũng phủ nhận việc tạo drama để nhận được nhiều sự chú ý. Sau những chia sẻ mang tính cảm xúc cá nhân, Phan Đạt vui khi bà xã Phương Lan vẫn một lòng giữ lửa đam mê với nghề. Anh cũng hy vọng những bức xúc của mình trong lùm xùm vừa qua không làm ảnh hưởng đến bà xã. Lan và Đạt chưa từng có bao giờ muốn đi lên nhờ drama hay bằng những cái năng lượng nó là để mà một ai đó thì chắc chắn là Lan và Đạt không hướng tới con đường đó. Nên là nếu mọi người buồn thì cho phép Đạt xin lỗi tất cả thế mọi người, những cái người ảnh hưởng hoặc những cái thậm chí không ảnh hưởng mà mọi người cảm thấy là không được vui vẻ khi nhìn thấy điều đấy, thì em rất là xin lỗi. Em rất là vui khi mà Lan vẫn đang hoạt động ở sân khấu một cách rất là tốt, lịch trình vẫn đầy đủ, và hình ảnh của Lan thì như mọi người thấy là Lan càng ngày càng ổn hơn, hình ảnh cũng đẹp hơn, thì em nghĩ là chắc chắn là vợ em đang làm rất tốt cái việc mình làm, mong là sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến bạn. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.